Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Tôi tên là Đoàn Thị Dương và mã số sinh viên là Eric K3016 và hiện tại đang học ở lớp K3FP tại trường Đại học Eric. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây với bộ môn về cảm xúc và ứng xử. Và chủ đề hôm nay mà tôi muốn đề cập tới thì đó chính là cái biện pháp làm sao để chúng ta làm giàu cái cảm xúc của mình. Và trong cuộc sống thì có thể là có những lúc chúng ta có những cái sự thăng trầm nhất định và có những cái thử thách, đôi khi có những cái niềm vui và chúng ta vỡ òa trong những cái sự niềm vui hạnh phúc đó. Và một trong những cái biện pháp để chúng ta làm giàu những cảm xúc của chúng ta sau mỗi những cái sự việc hay là mọi cái thử thách đến với chúng ta, đúng không ạ? Đấy, ví dụ không thể nào lúc nào chúng ta cũng làm một cũng rơi vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là rơi vào trong những cái hoàn cảnh khiến cho ta cảm thấy bị stress về nó. Và không phải lúc nào thì bản thân của chúng ta cũng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Thì có một câu nói để cho chúng ta biết rằng là không có đau khổ thì chúng ta sẽ không nhận thấy được cái giá trị của hạnh phúc. Đấy, cho nên trong cuộc sống của chúng ta thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy đau khổ đến tột cùng và có những cái lúc thì chúng ta lại cảm thấy hạnh phúc đến thật sự là cảm thấy hạnh phúc và cái cảm xúc đó gọi là thăng hoa của cái cảm xúc. Và con người thì vẫn vốn là nghiện cảm xúc. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn cái chủ đề chính, đó chính là cái biện pháp để làm giàu cái cảm xúc sau mỗi lần thử thách hay là những cái khó khăn đến với chúng ta. Đấy, thì một trong những cái biện pháp để làm chúng ta làm giàu cảm xúc thì như sau. Thì theo như tôi được tìm hiểu và biết thì chúng ta sẽ có 5 cái cách làm thế nào để chúng ta giàu cảm xúc. Đấy, thì mỗi cái cách này thì tôi đã có những cái sự trải nghiệm riêng và nhất định. Tuy nó là không nhiều và lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng đó cũng là một cái sự trải nghiệm và khiến cho bản thân của tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm sau khi trải qua những cái cảm xúc như vậy và làm thế nào để chúng ta trở lên giàu cảm xúc hơn, đúng không ạ? Đấy, thì đầu tiên thì một trong những cái biện pháp đó chính là chúng ta sẽ nỗ lực hết mình làm một cái công việc nào đó, tìm kiếm cái công việc mà mình ưa thích. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết của mình trong cuộc sống. Đấy, tôi ví dụ như một cái công tôi ví dụ với cái đời thực và cái trải nghiệm của mình chẳng hạn. Cái việc mà để làm cho mình giàu cảm xúc, đúng không ạ? Thì tôi tự nhận thấy rằng cái bản thân của mình thì mình có một chút gì đó gọi là ưa thích tìm hiểu những cái liên quan đến về mặt về con người một chút, tức là nói về cái tâm lý xã hội, tâm lý con người một chút. Đấy, và khi mà tìm được một cái cuốn sách hay là một cái chủ đề hay liên quan đến tâm lý học đấy, thì tôi lại lúc đó thì cái hừng hực khí thế của mình ấy là muốn tìm hiểu nó và biết thêm về nó. Đấy, và trong đó có một cái sự gì đó gọi là kích thích mình, làm cho mình, khiến cho mình đi tới cái việc mà mình tìm hiểu về nó. Đấy, và mình có trải qua cái cảm giác sung sướng khi mà mình đã tìm ra được cái chủ đề mà mình yêu thích. Và cái chủ đề đấy thì sau khi mà mình đọc xong lại cũng mang lại cho mình rất nhiều những cái bài học rất là hay. Đấy, cho nên là đó là cái cảm giác như cái việc mình nỗ lực tìm kiếm một cái công việc hay là một cái đam mê hay là được làm những cái mà mình yêu thích. Đấy, thì đó là cái việc đầu tiên, cái biện pháp đầu tiên, đó chính là tìm kiếm, nỗ lực cái để mình làm việc hay là tìm kiếm bất kỳ cái công việc gì mà mình yêu thích, một cái việc gì đó mà mình thích làm. Đấy, thì nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một cái gì đó gọi là cảm giác sung sướng, vui sướng khi mà tìm ra một cái điều gì đó. Rồi, vậy cái biện pháp thứ hai này thì có thể là chúng ta có thể trải qua những cảm giác này thường xuyên, bởi vì là con người chúng ta thường có xu hướng là
tìm đến những cái gì đó là hoan lạc, đúng không ạ? Tức là tìm đến những cái sự gì đó dễ chịu và vui vẻ. Đấy. Thì cái biện pháp thứ hai này mà tôi muốn mang đến cho các bạn đó chính là nên cái việc mà bản thân của mình sử dụng những cái trí tưởng tượng. Đấy. Tức là bạn khi làm trong một ngày thì tôi sẽ cá rằng là các bạn sẽ luôn tưởng tượng và tưởng tượng rất là nhiều. Đấy. Mỗi buổi sáng thức dậy thì lại tưởng tượng là một ngày hôm nay là một ngày vui chẳng hạn, tưởng tượng là hôm nay mình sẽ gặp được cái gì đó và làm một cái công việc gì đó, và sau đó mình làm xong mình hoàn thành công việc đấy mình cảm thấy rất là vui vẻ. Đấy, mình tưởng tượng trước này, và cái tưởng tượng này thì nó sẽ kích thích cho mình một cái ở bên trong não bộ là liên quan đến dopamine ấy. Đấy, mình có tìm hiểu là cái kích thích, chất kích thích ấy, dopamine, thì nó kích thích cho cái bản thân của mình tự nhiên cảm thấy vui vẻ, mặc dù chuyện đấy, mặc dù mình tưởng tượng như thế nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui vẻ. Đấy, và thường xuyên là bản thân của con người chúng ta hay sử dụng cái tưởng tượng mà bản thân các bạn có thể không để ý cho lắm, nhưng mà theo như cá nhân của tôi và cái sự trải nghiệm của mình thì khi làm bất kỳ một cái mục tiêu nào hay là làm bất kỳ một cái công việc gì thì tôi luôn hướng tới là cho bản thân mình được tưởng tượng và tưởng tượng là nó rằng nó sẽ thành công. Đấy. Và mỗi buổi tối thì trước khi đi ngủ thì mình cũng hay nghĩ đến nó và mình cũng tưởng tượng đến một ngày nào đó tự nhiên cái công việc mà mình làm nó hoàn thành. Đấy, và đi đến cái đỉnh điểm cuối cùng. Đấy, và tự nhiên nó kích thích cho cái não bộ của mình có cái gì đó gọi là ý chí muốn làm được cái đấy, và cái ý chí của mình nó tăng lên. Đấy, và hướng tới cái mục tiêu một cách tốt nhất, và ngay lúc đấy thì trạng thái cảm xúc của mình tự nhiên cảm thấy vui vẻ hơn. Đấy. Và tiếp theo là tự kỷ ám thị bản thân. Tự kỷ ám thị bản thân thì ở trong một cái cuốn sách thì các bạn có thể tìm đọc là liên quan đến tự kỷ ám thị hoặc là luật hấp dẫn ấy. Đấy, thì cái cuốn sách liên quan đến tự kỷ ám thị thì mình đã từng đọc qua rồi, và nó cho rằng là bản thân của mình ấy, thì các bạn tự cho rằng bản thân của mình trở thành ai thì mình sẽ trở thành người đó trong tương lai bằng cái cách mà bạn thực sự là tin vào nó và tập trung vào nó, suy nghĩ đến nó hàng ngày, và mỗi ngày bạn suy nghĩ đến nó. Đấy. Thì cái việc mà chúng ta sẽ trở thành ai trong tương lai thì đó là phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta. Và người ta thường nói là không có gì là chúng ta không thể làm được. Đấy. Và nó dựa vào cái suy nghĩ của mình. Khi mà bạn làm bất kỳ một công việc gì, hay là gọi telesale, hay là gọi chốt khách hàng chẳng hạn ý, và bạn nghĩ rằng là khi mà nghe giọng người ta đến với mình ấy, thì các bạn nghĩ rằng người này mình chắc không chốt được đâu. Rồi bạn tự kỷ ám thị bản thân rằng mình không chốt được ngày này người này đâu, và dần dần cái thái độ cảm xúc của bạn tự nhiên thay đổi theo cái suy nghĩ của bạn. Đấy. Và lúc đó thì cảm xúc của bạn đã đi xuống và bạn không thể nào được chốt sale được. Đấy, thì cái cảm giác này tôi đã trải qua rồi, và mình vẫn chưa tìm ra cái gọi là cái giải pháp để khắc phục cái việc mà tự kỷ ám thị tiêu cực cho bản thân. Mình vẫn có cái đấy và mình không thể nào thoát ra khỏi, tức là không phải thể nào thoát ra khỏi nó, mà đó chính là bản thân vẫn nhìn nhận được nó và nhận thấy là mình đang suy nghĩ tiêu cực, nhưng chưa có một cái giải pháp nào tốt nhất để tìm ra cho cái bản thân để mình vượt qua được cái giới hạn đó. Đấy, thì cái điều này thì tôi phải thú thật rằng là mình cần phải học hỏi nhiều thêm rồi. Còn về cái tự kỷ ám thị tích cực. Đấy, tự kỷ ám thị tích cực thì nó đến với chúng ta khi cảm xúc của chúng ta vui vẻ thôi, đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo, sang phần biện pháp tiếp theo mà đó chính là liên quan đến cái việc mà chúng ta xây dựng niềm tin. Thì cái xây dựng niềm tin này thì có thể là mình xây dựng niềm tin cho một ai đó. Đấy. Xây dựng niềm tin vào những người xung quanh này, mình tin tưởng một ai đó. Đấy. Và xây dựng bất cứ một cái niềm tin gì cho bản thân, rằng có thể nói là mình tin rằng mình sẽ thành công này, mình tin rằng mình sẽ làm được điều này. Đấy. Và những cái câu nói đó thì thường xuyên vang lên trong đầu của chúng ta. Đấy. Mỗi ngày thì thực sự là sau khi mà đọc một trong những cuốn sách mà tôi đã đọc ấy, thì không thể nào mà mình đọc và mình áp dụng được hết vào trong cuộc sống cả. Và mình cần phải chất lọc. Và đôi khi cái điều gì mình thấy là hay và mình chất lọc được rồi, nhưng mà chưa chắc là bản thân đã thực hiện được nó. Đấy. Thì cái điều này dựa vào những cái ý chí và cái bản lĩnh của bản thân. Đấy. Và cái việc mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Đấy. Thì
bản thân thì tự nhận rằng mình vẫn chưa có thể nào mà làm được những cái điều đấy, và đang trong quá trình mà mình cần phải học hỏi thêm đấy. Và cái việc xây dựng niềm tin thì mình có một số lần là mình có thử thách bản thân rằng mình sẽ nhận một cái công việc mình không thể làm được đấy. Nói ví dụ như một công việc là một công việc ví dụ như cái hồi mà mình mới đến đại học edX chẳng hạn, cái bản thân mình là khá là một người là khá là rụt rè đấy và ngại đứng trước đám đông hay gì cả, và mình đặt ra cho mình rằng là lúc đó mình không tự đặt ra cho bản thân mình đâu, mà có người chỉ định cho mình và chỉ định rằng mình đứng lên thuyết trình đấy. Thì bản thân của mình khi mà nhận thấy là thầy giáo đã chỉ định mình đứng lên ấy, đấy, thì lúc đó có vẻ là bản thân mình rất là run đấy, nhưng mà ngồi ở dưới thì mình tự an ủi và tự xây dựng cái niềm tin cho bản thân rằng chắc chắn mình sẽ làm được và chắc chắn mình sẽ nói được đấy, và lần này mình sẽ không run đấy. Ở dưới thì mình đã tự tích cực cái bản thân của mình, và sau khi mà lên thì khi mà mình chiến thắng được cái niềm tin nó đã xây dựng cho mình thì mình cảm thấy nó có một vẻ gì đó mình tự tin hơn rất là nhiều. Và lên thì cái việc tự tin đấy nó thể hiện ra ngoài đấy, và cái bản thân của mình lúc đó thì mình cảm thấy rất vui khi mà cái buổi thuyết trình ấy mà nó đã mang lại cho mình là mình đã không còn như cái buổi đầu tiên mình thuyết trình nữa đấy. Và đấy là một cái ví dụ mà trải nghiệm của bản thân mình nhá. Tiếp theo thì sang cái trải nghiệm là người sang cái biện pháp thứ tư, đó chính là giải pháp cho cái việc giàu cảm xúc, đó chính là chúng ta trở thành làm người của công chúng. Người công chúng ở đây không phải nói mình nói là diễn viên hay gì cả đấy, chúng ta một người bình thường thôi, nhưng ở công chúng đây tức là chúng ta hòa nhập vào công chúng của mình đấy. Các bạn tìm cho mình một cái tổ chức nào đó, tìm một cái nơi đông người nào đó, ví dụ như là từ thiện này, hoặc là tổ chức sự kiện này, hoặc là như mình nói này, hôm nay là hôm Trung thu này, mình có thể về mình hòa nhập vào cộng đồng của mình này, tổ chức Trung thu cho các em bé này đấy. Thì hiện tại là mình cũng có nhận cái việc làm MC, nhưng mà hiện tại là mình học cho nên là mình vẫn chưa sắp xếp được cái thời gian về để tổ chức, bởi vì mình cũng muốn thử sức với cái điều đó và trải nghiệm rằng khi mà mình đi học như vậy rồi thì mình về mình cống hiến, không phải cống hiến, mà mình làm được gì cho cái cộng đồng của mình ở dưới quê đấy. Và mình tổ chức được cho họ một cái buổi Trung thu thực sự là ý nghĩa, nhưng mà mình vẫn chưa làm được điều này đấy. Thì bởi vì ngày hôm nay là mình đã học full từ sáng đến tận chiều rồi, thì nếu mà mình bây giờ mình về thì mình cũng không thể nào chuẩn bị kịp được, bởi vì là bố mẹ mình cũng chưa báo cho mình biết trước đấy, thì mình đã bỏ qua một cái trải nghiệm đấy. Và mình rút ra một kinh nghiệm ở đây, đó chính là cơ hội đến với chúng ta mà chúng ta không nắm bắt thì bản thân mình sẽ không được thể hiện đâu đấy. Cho nên là mình khá là tiếc với cái công việc khá là tiếc với cái việc mà mình không được trải nghiệm cái điều đó đấy. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ khác. Khi mà mới vào, lại nói câu chuyện là mình đã vào đại học edX, thì lúc đó mình là một người khá trầm tính và mình không có hòa nhập với cộng đồng hay là với mọi người. Nhưng khi mà mình được nhận cái công việc là làm telesale trong vòng 2 tháng thì mình có được vào hòa nhập với cộng đồng là nhóm 2 của chúng mình đấy. Nhóm 2 của chúng mình đã để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm, và đến tận bây giờ thì mình vẫn còn rất là nhớ cái cảm giác đó, cái cảm giác mà được hòa nhập với cộng đồng, nói chuyện với mọi người. Lúc đó thì mình có được chỉ định là làm nhóm trưởng ở đó đấy. Thì mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy là lần đầu tiên mình cảm thấy là mình khá quan trọng trong nhóm, tức là mình là một người nhóm trưởng đấy, và mình có cái trách nhiệm là đôn đốc nhắc nhở, và trách nhiệm là hoàn thành cái KPI đấy, đốc thúc mọi người. Và mình cảm thấy lúc đó bản thân mình thực sự là lề lết và kỷ luật đấy. Khi mà rơi vào một cái áp lực hay là rơi vào một cái đặt mình vào một cái vị thế là trở thành một người trách nhiệm thì mình cảm thấy bản thân mình thật là kỷ luật đấy. Nhưng mà dần dần sau khi mà mình không còn làm một cái chức vụ hay là một cái gì nữa thì mình lại cảm thấy mình không còn kỷ luật như trước nữa đấy. Thì một điều mình nhận thấy rằng là hãy đẩy mình vào một cái giới hạn hay là đẩy mình vào một cái môi trường khiến cho bản thân mình khá là áp lực đấy, để mình vượt qua cái giới hạn, và bản thân mình chắc chắn sau cái thời gian đó mình sẽ trở nên kỷ luật hơn đấy. Thì cái thời gian đấy thì mình cảm thấy khá là vui vẻ và bản thân của mình rất là kỷ luật
và lúc đó thì mình hòa nhập hơn vào cộng đồng, bởi vì mình đã là người đứng đầu rồi hay là người nhóm trưởng thì mình cần phải hòa nhập hơn với mọi người và mình đi nói chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Đấy, mà trong trước cái lúc đấy thì mình chưa có nhận ra là mình có cái tiềm năng hay là mình có thể là làm được cái gì cả. Mình phụ thuộc vào người khác cho nên là bản thân của mình không có tự đi giao tiếp với ai cả. Đấy. Cho nên là cái trải nghiệm đấy là mình khá là nhớ và đến tận bây giờ thì mình vẫn còn một chút gì đó thích cảm giác đó và muốn quay trở lại cái cảm giác đấy. Đấy. Thì cái biện pháp thứ tư mà mình đã chia sẻ cho các bạn nên và cùng với đó là cái trải nghiệm của bản thân mình ở tại Đại học Edit liên quan đến cái phần này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái biện pháp cuối cùng là biện pháp khá là hay, và cái này thì không phải là ai trong chúng ta cũng sẽ tích lũy cho mình cái điều này. Đấy. Thì cái này là vấn đề liên quan đến niềm tin và tín ngưỡng, tức là xây dựng cho mình một cái niềm tin liên quan đến mặt tôn giáo hay tín ngưỡng gì đó. Đấy, thì đối với cá nhân bản thân mình đi, thì mình là một người khá thiên hướng về tâm linh một chút, không phải là gọi là mê tín dị đoan, mà mình có tin cái luật nhân quả đấy. Luật nhân quả này, mình tin vào cái việc mà cầu nguyện cho bản thân mình an toàn, may mắn, gia đình mình hạnh phúc chẳng hạn, thì mình có cầu nguyện cái đấy. Và mình có một cái, có thể đây không phải gọi là một thói quen, nhưng mà đó là một cái mà mình có từng làm, không phải từng làm mà là mình thường xuyên hoặc là có thời gian thì mình sẽ đi chùa. Đấy, mình hay đi chùa vào mùng 1 hoặc là rằm khi mà về nhà này, hoặc là lên đây thì lúc đó không phải là một ngày nghỉ, nhưng mà có thể lúc mà đó mà rảnh thì mình sẽ đi chùa vào mùng 1 và ngày 15. Thì đến đấy mình có cầu cho gia đình mình sức khỏe thôi, mình cầu cho công việc của mình, hay là mình cầu cho cái việc tư duy của mình nó tốt hơn chẳng hạn. Đấy, chứ mình không cầu cái gì mà liên quan đến rằng là kiếm nhiều tiền hay gì cả, mình không có cầu cái đấy. Bởi vì theo mình được biết là Đức Phật thì từ bi hỷ xả, nhưng mà sẽ không có cái việc gọi là cầu nguyện cho bản thân chúng ta trở nên giàu có hay gì đâu, mà cầu cho chúng ta có khai sáng được cái tư duy của mình thôi, và cầu cho sức khỏe của mình mạnh khỏe hơn chẳng hạn, mày tâm mình an lạc hơn chẳng hạn. Đấy, thì mình có áp dụng cái điều đó, và mình có một cái tín ngưỡng, không phải tín ngưỡng, mà mình có cái niềm tin vào Phật giáo. Đấy, và những cái vấn đề liên quan đến tâm linh một chút thì mình cũng có tìm hiểu, nhưng mà mình không dấn sâu vào nó. Đấy, thì đấy là cái trải nghiệm của mình về niềm tin. Các bạn cứ thử cho mình một cái niềm tin gì đó và một cái đức tin gì đó đi, thì bạn sẽ cảm thấy là khi mà các bạn tuyệt vọng nhất ý, bản thân của mình tuyệt vọng nhất, thì mình không còn một cái cách nào nữa rồi, thì mình luôn tìm đến cái lơi chốn, đó chính là chùa và Phật giáo. Thì khi mà bản thân mình tắc thì mình sẽ đi chùa, và lúc đó thì bản thân mình cảm thấy thanh tịnh và thoải mái hơn rất là nhiều sau khi mà đi chùa và mình cầu nguyện, bởi vì mình đã có một cái niềm tin vào Đức Phật, và mình niềm tin rằng cái thứ đó sẽ tồn tại, và mình tin rằng là Đức Phật sẽ giúp được mình, và nghe thấy tiếng nói hay là nghe thấy cái lời cầu nguyện của mình, mà Đức Phật sẽ giúp đỡ mình. Và cái niềm tin đó thì luôn luôn là cho mình những cái gì đó, không phải gọi những cái sự niềm tin vào nó, và cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Mà sau khi và mỗi lần mình đi cầu nguyện như vậy thì mọi cái khó khăn trước mắt này, những cái thử thách thì mình đều vượt qua, và mình có tìm đến Phật pháp và Phật giáo. Thì đấy là cái trải nghiệm, cái tín ngưỡng của mình cảm thấy khá là ok. Đấy, và bản thân gia đình mình cũng vậy thôi, gia đình mình thì cũng chùa dần một hay là gì đó thì hay đi chùa, và mẹ mình cũng có cái tín ngưỡng là như vậy. Và gia đình mình thì là một gia đình không phải gọi thiên hướng là truyền thống hay là gì cả, là một gia đình khá là bình thường, nhưng các thành viên trong gia đình thì luôn luôn cảm thấy rất là hạnh phúc. Đấy, và có chăng thì chỉ là bản thân của mình tự áp lực cho mình thôi, tức là mình tự đặt ra cho mình những cái áp lực và mong muốn là bản thân mình phải cố gắng hơn hơn cái thời điểm hiện tại này,
và không muốn là dựa vào bố mẹ, bởi vì là mình nhận thấy rằng đôi khi cái cuộc sống của mình quá là ổn định như bây giờ ấy, và mình không cần phải lo lắng về tiền bạc hay là lo lắng về cái đồ ăn thức uống, bởi vì một phần là sao, bởi vì bố mẹ mình thì ở dưới quê không phải là gọi là nghèo khó gì, và gọi là đầy đủ để cho mình ăn học và chu cấp cho mình đầy đủ đấy. Nhưng mà mình không muốn dựa vào cái điều đấy để bản thân mình trở nên ỷ lại hơn và bản thân mình dựa dẫm quá nhiều vào cái điều đấy. Đấy, cho nên là mình tự áp lực bản thân mình là rằng mình phải tự tìm ra một cái gì đấy để không phải phụ thuộc vào cái điều đó và sống ổn định. Mình không thích lắm cái cuộc sống quá sống ổn định và ràng như vậy, và mình muốn rằng bản thân mình thử thách qua rất là nhiều chuyện để cho bản thân mình có cái sự gì đó gọi là lão luyện hay là có kinh nghiệm hơn ấy. Trước đây thì mình có trải qua rất là nhiều chuyện rồi, nhưng mà chuyện ở đây không phải là chuyện liên quan đến gia đình mình mà hoàn toàn là chuyện ở bên ngoài tác động của mình đấy. Bởi vì gia đình mình thì không cho mình một cái áp lực hay là không cho mình một cái khó khăn gì cả, và hoàn toàn là do môi trường ở bên ngoài tác động của mình thôi. Và lúc đó thì những cái khó khăn đấy đến với mình, những cái tác động ví dụ như thành tích học tập này, bố mẹ mình không hề là đặt cho mình cái việc học tập là phải đứng top đầu hay là học phải giỏi giang như ai, nhưng mà mình thì luôn tự đặt áp lực cho mình là mình thấy mọi người học giỏi hơn mình hay hơn mình cái thời điểm của cấp 3 ấy. Đấy thì mình lại suy nghĩ rằng là bản thân mình quá thấp kém và mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn để đạt được bằng người ta ấy. Đấy, cho nên là tự áp lực bản thân của mình lúc đó thì cái áp lực vào trong bản thân mình lúc đó thực sự rất là ngột ngạt đấy. Và sau khi mà lên đại học edX thì lần đầu tiên mình cảm nhận rằng cái việc thành tích hay là những cái gì đấy, cái thành tích học tập, cái thành tích, cái đua đòi theo cái thành tích và không để lại cho mình được cái lợi ích gì thì mình không nên chạy theo nó đấy. Và mình nghĩ rằng thì dần dần cái tư duy của mình có thể mở ra khá là nhiều rồi đấy. Và thêm vào nữa thì mình cũng có trải qua trải nghiệm, và mỗi lần trải qua trải nghiệm đấy thì mình đều có thể là một chút do bản thân mình tự tạo ra thôi. Và mỗi lần như vậy thì bố mẹ luôn là những người mà bên cạnh mình giúp đỡ mình vượt qua cái khó khăn đấy. Và mình đang nghĩ rằng là có thể nào khi mà mình gặp một cái khó khăn nào đó mà tự bản thân mình vượt qua được không, thì mình đang lo lắng là bản thân mình không biết là gặp những cái chuyện gì đó thật là sự là khó khăn thì bản thân của mình cũng ngã vào khó khăn, thì có thể là không nhờ đến sự giúp đỡ của ai mà bản thân mình có vượt qua được cái khó khăn gì hay không. Bởi vì những cái khó khăn từ trước đến giờ thì đều do bố mẹ mình giải tỏa giúp mình được đấy, và bản thân mình cũng có sự cố gắng trong đấy. Và đến tận bây giờ thì mình mới hiểu rằng là những cái nỗi đau mà mình trải qua hay là những cái sự thử thách hay khó khăn gì mà mình trải qua thì bằng cái việc mà mình cho nó một cái ý nghĩa để bản thân mình thấy vui vẻ hơn và nhận được bài học sau những cái lần đó thì bản thân mình cảm thấy ok hơn. Thì đó là những cái bài học mà trong cuộc sống và kinh nghiệm của mình đã trải qua từ cái thời mà mình học mình còn nhỏ xíu đến tận bây giờ đấy, và dần dần mình cảm nhận cái tư duy của mình thay đổi và lớn dần lên. Thì mình mong muốn rằng là có thể trong cái thời gian tới này mình sẽ tiếp tục hoàn thành được cái những cái gì mà mình đề ra và những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được trong tương lai của mình. Tiếp theo đó là tìm ra được cái sở thích hay là những cái gì mình thích thật là thích làm để mình trở thành chuyên gia trong một cái vấn đề nào đó. Mình đã khá là suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Cho nên là thời gian vừa rồi thì mình có hơi một chút là hướng về bên trong của mình một chút, không chú ý về những mảng bên ngoài hay gì cả. Đấy thì mình mong muốn là khi học ở tại đại học ấy thì sẽ mang lại cho mình những cái trải nghiệm khá là thú vị và mang lại cho mình, và cái điều cuối cùng mà mình mong muốn đó chính là một cuộc sống hạnh phúc như gia đình của mình hoặc là trên gia đình của mình đấy. Bởi vì là bố mẹ mình thì cũng bị ảnh hưởng một chút bởi vì những cái điều ngày xưa từ ông bà hay là cha mẹ mình để lại đấy, thì mình
mong muốn là có thể mang lại một cái điều gì đó, mang lại một điều gì đó mới mẻ cho một cái tương lai hay một cái gia đình của mình sau này, cộng với về bố mẹ của mình nữa, thì mình muốn cho bố mẹ mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Đấy. Và đó là tất cả những cái gì mà hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người, và rất mong nhận được cái sự đóng góp và comment của mọi người ở bên dưới. Mình cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe video của mình đến cuối video nhé. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và một cuộc sống thành công và viên mãn hạnh phúc nhé.